Em chào anh chị, hôm nay em cập nhật tình hình giá cũng như ưu đãi của chiếc xe Hyundai Creta phiên bản 1.5 2022. Chiếc xe Kia Creta là dòng nhập khẩu bên Indonesia anh chị nhé. Xe có 3 phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp. Phía mắt anh chị đây là chiếc xe Creta phiên bản tiêu chuẩn màu xanh. Xe hiện tại đang có mức giá bên em là 625 triệu, không bao kèm gì cả. Anh chị chỉ cần thanh toán số tiền trên giá niêm yết là anh chị có thể mang xe về ngay. Hiện tại thì chiếc xe đang có sẵn màu xanh tiêu chuẩn như trên hình hiện tại ở bên đại lý em. Còn những chiếc xe màu khác thì sẽ phải ký chờ và ký chờ trên giá niêm yết luôn anh chị nhé. Không phụ phí thêm bất cứ khoản chi nào. Xe có kích thước tổng thể là dài 4m3, rộng 1m7 và cao 1m6. Khoảng dáng gầm xe là 200mm. Cả 3 phiên bản đều dùng động cơ Smart Gen 1.5. Động cơ được trên xe được trang bị là hộp số CVT. Xe được trang bị cả bánh trước và bánh sau đều là thắng đĩa nhé. Mâm xe có trên cả 3 phiên bản là mâm 17. Và từng phiên bản nó sẽ có những kiểu mâm khác nhau, nhưng mà tất cả đều là mâm 17 inch anh chị ạ. Phần nóc xe được mạ chrome vuốt lên rất là đẹp, trông rất là thể thao. Tại lắm cửa xe đều được mạ chrome. Gương sẽ là gương tích hợp chỉnh điện và tích hợp luôn là sinh nhan trên gương luôn anh chị nhé. Đèn xe nó bản tiêu chuẩn này sẽ là bóng halogen. Đèn bi LED đằng sau cũng là đèn bi LED luôn anh chị nhé. Phía trước đèn bi rất là đẹp, trông như hai cái kính chín đại bằng rang ra vậy. Trong đèn bi LED bóng là bóng halogen. Xi nhan cũng là xi nhan halogen thôi. Còn trên phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp sẽ là bóng LED và xi nhan LED luôn. Và đây là bên trong nội thất của chiếc xe Creta. Khoảng nội thất hiện tại đang rất là rộng rãi trong phân khúc. Gương cũng chỉ là gương chống chói chỉnh động cơ thôi anh chị nhé. Nội thất bên trong là ghế sẽ là chỉ là ghế bọc da và chỉnh cơ thôi anh chị nhé. Vâng, đây là mặt đồng hồ của chiếc xe. Đồng hồ kim và đồng hồ cơ. Đây là vô lăng của xe. Vô lăng của xe sẽ được tích hợp tăng giảm âm lượng, đàm thoại khi rảnh tay. Trên phiên bản cao cấp sẽ có cruise control nữa anh chị nhé. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và cao cấp. Cửa gió, điều hòa cũng chỉnh bằng cơ anh chị nhé. Còn trên phiên bản đặc biệt và cao cấp sẽ là điều hòa tự động. Đó, đây là nội thất của chiếc xe.